Chào tất cả các bác nhé, em là Sùng Văn Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em coi như là xử lý bệnh đạp côn nặng và đạp côn có tiếng kinh kít. Đấy, và chân côn nặng sinh ra là nặng chân côn và đứt dây côn. Đấy, hôm nay em chia sẻ anh em xử lý cái bệnh đấy. Thì nguyên nhân nó xuất phát từ đâu và nó bị làm sao thì hôm nay em chia sẻ anh em luôn. Đấy, đây là con Kia Morning Trường Hải nhá, đời 2016 nhá, của một bác tối hôm qua kéo về bên em. Thì đây, thì sau khi đã đi đạp côn nặng quá, đứt dây côn, thì hôm nay thì phải tháo côn xuống, tháo xuống xuống để kiểm tra côn. Thì nó xảy ra những cái mục như sau. Thứ nhất là cái bi tê của bác đây, các bác nhìn này. Đấy, nó không còn cái gì nữa. Bác cứ để bác đi. Đấy, cháy hết bi tê rồi. Và cái thứ hai, cái la côn vào nếp này cháy sạch luôn. Đấy, các bác nhìn này. Là nguyên nhân là do cái gì? Do cái la côn này nó mòn. Mòn nhá, mòn gần đinh tán rồi. Và nó sinh ra, nó nặng chân côn, cái bản ép này nặng chân côn. Thì mình cứ đạp, nó sẽ nghiến cái bi tê vào. Và nghiến cái bi tê vào thì nó sẽ nặng chân côn, thì nó sinh ra là nhanh hỏng bi tê và đứt dây côn luôn. Đấy, thì đấy là một cái nguyên nhân để sinh ra coi như là hiện tượng hay bị hỏng bi tê. Đây là cái lá côn đấy. Thì qua đây em chia sẻ anh em vậy. Thì đây là cái dây côn đây, cái dây côn này các bác này, bác này bị đứt bên trong rồi nhá, đạp là đứt luôn này. Đấy, thế nên là phải thay cái dây côn này. Dây côn này. Đấy, chia sẻ anh em vậy. Rồi, chúc anh em coi như là một ngày vui vẻ nhá. À, bánh đà này bác ấy chưa láng. Thì em sẽ không bao giờ em láng, em vệ sinh lại sạch sẽ. Đây bác này, bác gì côn ác quá, cháy hết cả côn rồi. Đấy, lọc dầu này thay cũng không phải lọc tốt rồi, loại lọc rẻ tiền này. Rất nguy hiểm. Không có tem mác gì cả. Ít nhiều phải có cái tem mác gì đấy. Đấy. Ôi, qua đây em chia sẻ anh em vậy. Ai cần tư vấn gì về côn cứ alo em. Em làm là sẽ. Em chào các bác nhá. Em phải làm việc đây.